tuổi thơ của Lý là tự kỷ lắm. Ba Lý nói không được sát sanh. Thế ba có ăn chay không ạ? Dạ không, ba Lý thích ăn thịt lắm. Con gì nhất trên đời? Con người. Quan trọng. Quan trọng. Chàng trai nào quan trọng nhất với Lý? Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Hãy nhìn vào trẻ để bạn ấy thoải mái hơn. Ok, đừng bóp nhé. Tập động tác này nữa. Động tác chân thì tập như thế nào? Sai chân. Và các khán giả thân mến, chúng tôi đang làm một vài động tác khởi động. Và chúng tôi xin gửi lời chào đến khán giả theo dõi truyền hình. Đây là ghế không tựa. Lý có biết rằng là những cái động tác vừa rồi của mình đã được cho lên sóng truyền hình với hàng triệu người xem chưa? Với khách mời là Lê Cát Trọng Lý, thì bản thân khách mời này chắc là sẽ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười trong chương trình ngày hôm nay. Vì sao? Vì sao hả? Bởi vì Lý ngây thơ và trong sáng quá. Và một tràng vào tay dành tặng cho Lê Cát Trọng Lý. Thế thì đơn giản thôi, Lý hãy chào mọi người bằng một câu hát mà Lý nghĩ rằng là khi gặp những người xung quanh, cái câu hát đó nó thể hiện được con người của Lý. Hello, is it me you're looking for? Yes or no? Chúng tôi nghe được rất nhiều những khán giả dưới kia đã nói là yes. Đây là cô gái mà tất cả chúng ta tìm kiếm và đã có hẹn với cô ấy trong ghế không tựa. Chúng tôi hẹn gặp Lý để chia sẻ về những câu chuyện liên quan đến hai chiếc ghế. Ghế có tựa ở phía đằng này và ghế không tựa. Cô gái nhỏ nhắn nói cũng nhỏ và rụt rè muốn chọn ghế nào để ngồi. Ghế không tựa hả? Và đến bây giờ cô ấy còn chẳng thèm nói gì cơ. Và bây giờ thay bằng việc là ép Lê Cát Trọng Lý phải nói quá nhiều, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Những khán giả ở đây đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ có một bài hát và Lý sẽ biểu diễn thời trang với bộ trang phục ngày hôm nay mình chuẩn bị. Hả? Ok, mời công chúa và một tràng pháo tay thật lớn cho công chúa Lê Cát Trọng Lý. Đôi chân em cất lời tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên. Chúng tôi gửi lời chào đón đến khán giả theo dõi truyền hình. Đây là ghế không tựa và khách mời ngày hôm nay là Lê Cát Trọng Lý. Bây giờ thì Lý đang ngồi trên chiếc ghế tuổi thơ. Tuổi thơ của chị như thế nào ạ? Tuổi thơ của Lý là tự kỷ lắm. Ừ. Tại vì gia đình của Lý là có đông anh em lắm. Mà ba của Lý là chỉ muốn các con phải học thật là giỏi để mà được hạnh phúc sau này. Đà. Còn Lý thì Lý cũng thích học giỏi nhưng mà thích đi chơi nhiều hơn. Lúc bé thì Lý học nhạc lớp 13 tuổi rồi mà lén bố đi học. Thì khi Lý về nhà thì Lý chỉ vô trong phòng và tự tập đàn một mình thôi, với lại đọc sách. Thế mà tôi lại tưởng là một tuổi thơ khác cơ, một tuổi thơ với đầy rẫy những cái trò chơi xung quanh, với những cái trải nghiệm mà những cái ca từ mà tôi nghĩ là nó bật ra trong những cái sáng tác của Lý. Tôi có chuẩn bị trong kịch bản của mình một cuốn sách, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thì hãy cầm cuốn sách này. Trong cuốn sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì có rất nhiều những nhân vật khác nhau. Thế thì Lý thấy được mình ở cái nét tính cách hay là được cái câu chữ nào trong cái cuốn sách này? Lý cũng trời ơi đắc hở như thằng anh á. Hồi nhỏ Lý em trai của Lý là nó được cưng lắm vì nó là đứa con trai duy nhất trong nhà. Đã nói là lúc nhỏ Lý xấu tính với nó lắm, không có nhường nó. Ví dụ như chơi với nhau cái cu tin nó khóc, cái Lý nói hê con trai mà khóc. Thích bắt nạt nó kiểu vậy á. Cái sau nó lớn là mình không bắt nạt được, cái thôi mình im. Với Lý thì cái bước ngoặt lớn nhất trong tuổi thơ của mình để khiến mình trở thành một cô bé trưởng thành hơn là gì? Hồi nhỏ nhỏ quá thì không nhớ, nhưng mà có một cái mốc mà làm cho Lý thành cái kiểu một trong những cái nét tính cách của bây giờ á, là Lý có một cái người bạn học rất là giỏi. Thời bây giờ lớp 9, Lý đang làm lớp trưởng và Lý hâm mộ bạn dễ sợ lắm. Vì bạn học rất giỏi, còn xinh xẻo dễ thương nữa. Cái là mình kết thân chơi với bạn. Và vì chơi với bạn cho nên mình sợ mang nhục, mình phải học. Cái là bạn học chuyên văn và mình quyết định mình sẽ học chuyên sử và chuyên sinh luôn. Thì năm đó Lý cùng với bạn thi thành phố, năm đó thì bọn Lý đều được cái kết quả tốt và được vào học một cái trường phổ thông rất là tốt ở Đà Nẵng. Và đó đó là một trong những cái mốc mà thay đổi Lý rất là lớn. Là vì từ đó trở đi thì mình chỉ gặp những cái người rất là giỏi. Nhưng mà rồi nó cũng có cái mốc khác, nó phản bội lại cái mốc cũ luôn. Mà đó Lý nghĩ đó là một sự may mắn của mình.
Vì nếu không bây giờ Lý đã thành luật sư rồi. May là không như vậy. Thì bây giờ mới ngồi ở đây với các bạn. Và bây giờ thì Lý hãy nhắm mắt lại cùng với chúng tôi. Làm gì? Để làm gì anh? Lý hay đề phòng người khác như thế này hả? Không, Lý tò mò nhắm mắt để làm gì? Nhắm mắt để không nhìn thấy gì cả. Lý không thích điều này. Làm ơn. Hương vị gì, màu sắc gì hiện lên trong đầu Lý đầu tiên khi mà người ta bắt Lý gợi nhớ về tuổi thơ? Mùi cỏ. Ở trên núi. Và Lý thì đang làm gì ở trên đồi núi đó? Lý nằm ngắm bầu trời. Thế thì chúng ta nằm xuống đây để tưởng tượng lại giây phút đó. Khán giả thân mến, chạm vào tay của mọi người sự mạnh dạn này. Đây là lần đầu tiên tại trường quay Ghế Không Dựa chúng tôi nói chuyện kiểu này với khách mời đó. Nằm bên này hả? Bạn bên đấy, tôi bên này. Cái lúc đấy thì cái lúc đấy thì bạn đang ở trên cái cánh đồng đấy với ai? Một mình. À, một mình à? Dạ. Thế hãy xem tôi là một con bò bên cạnh đang gặm cỏ. Không, con bò hay hay ị thối lắm. Thế thì tôi là một chú dê đang long rong ở trên cái... Em sợ con dê lắm, nhìn mặt nó đắt vàng. Rồi, tôi là một cụ cỏ được chưa? Ok. Ok, Lý này. Dạ. Có... Tôi nghĩ là một cái đoạn này có phải nhắm mắt không? À, đoạn này không, chúng ta mở mắt. Lý mong muốn điều gì lớn lao nhất khi mà nằm ở trên cái bãi cỏ đó và nhìn lên bầu trời? Biến thành bầu trời. Biến thành bầu trời hả? Xem chừng là cô bé này là cô bé có quá nhiều khát vọng và tham vọng. Em treo anh đấy. Chả mong gì, nhìn trời sướng quá, mong là gì. Bây giờ Lý nhớ đến điều gì nhất trong số những lời răn dạy của gia đình, của những người lớn tuổi? Ba Lý nói không được sát sanh. Không được gì cơ ạ? Không được giết dù một con kiến nhỏ. Ôi, vì hay... có một lần ba Lý đi tè và con kiến rớt vào trong toilet. Và ba Lý lấy ngón tay cứu con kiến ra. Lúc Lý còn bé tí xíu. Ba Lý không thích bọn Lý giết sâu, kiến, con trùng, ốc sên, bất cứ con gì. Ba có nói lý do vì sao không ạ? Ba nói tội nó. Thế ba có ăn chay không ạ? Dạ không, ba Lý thích ăn thịt lắm. Thực ra là các khán giả và chúng tôi cười vì chúng tôi thấy là hơi mâu thuẫn một chút xíu. Lý có bao giờ hỏi ba tại sao ba lại mâu thuẫn như thế không ạ? Dạ không, vì Lý thấy đúng, chả hỏi luôn. Chắc là vì những cái thứ mà chúng ta hạn chế sát sinh thì chúng ta cứ hạn chế, còn cái kia là người khác sát sinh hộ rồi đúng không ạ? Dạ không, ba Lý nói đừng cố ý giết một con vật nào. Vâng, còn dinh dưỡng thì là điều quan trọng và cần thiết cho cuộc sống. Ba Lý cũng chẳng nghĩ nhiều về dinh dưỡng tại vì sinh ra thì được ăn thịt cho nên lớn lên cứ thế mà ăn thịt. Không á, nằm. Chỉ là tôi tức quá thôi, ngọn cỏ nó cũng có những lúc nó phải nổi giận đấy. Và ba Lý thì luôn luôn có một cái ước vọng là con gái mình phải đỗ đại học chứ không phải là đi theo con đường nghệ thuật đúng không ạ? Ba Lý nói đi theo nghệ thuật cũng được mà phải học đại học cơ. Vâng. Thế đến bây giờ thì Thì Lý, sao anh? Lý làm được điều gì khiến cho ba cảm thấy hài lòng nhất? Lý không biết nữa. Lý nghĩ làm điều gì để ba hài lòng nhỉ? Chắc là điều hài lòng nhất là không làm người xấu. Và tôi nghĩ một người cười vô tư và dễ thương như thế chả bao giờ là người xấu cả. Có thể chứ. Sao anh biết được? Lúc nằm thì người ta dễ làm những điều xấu thôi. Chúng ta ngồi dậy đi. Anh suy bụng ta ra bụng người. Chúng ta sẽ cùng với nhau trải nghiệm một cái trải nghiệm ở trên ghế không tựa. Đó là cây cầu gãy nhịp đang ngồi giữa chúng ta đây. Hai chân một hàng, cứ như thế tiến về phía trước. Lý có thường ăn gian như thế trong những cuộc chơi không? Dạ không, nhưng mà Lý nghi là nó có một ô trống. Lý sợ con gì nhất ở trên đời? Con người. Con người thì không nhét vừa cái ô này rồi. Thế thì rõ ràng trong con người có cái gì? Dù là cái gì đi chăng nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm với nó nhé. Thôi ghê lắm. Tôi đùa thôi, chẳng có con gì ở dưới đây cả. Và có những món quà đang chờ đợi Lý. Sẵn sàng chưa? Dạ. Chào đón các khán giả đang quay trở lại với Ghế Không Tựa. Vâng, Lý vừa hỏi tôi là đi lên đây để làm gì. Đây chỉ là một cái trải nghiệm nho nhỏ trong chương trình. Sẽ có những món quà ở các cái ô nhịp này dành tặng cho Lý. Vậy hả? Mà làm sao đi là có quà? Đi là có quà, bởi vì chúng tôi chuẩn bị sẵn quà thôi. Nếu mà chúng tôi không chuẩn bị quà thì cũng không có quà.
Và bây giờ chúng ta sẽ có một giai điệu âm nhạc để cổ vũ Lý trên cái chặng đường này. Và chặng hành trình bắt đầu. Và tôi bên cạnh rồi. Trong những cái năm tháng vừa qua thì chàng trai nào là chàng trai quan trọng? Chàng trai nào quan trọng nhất với Lý? Nhưng kiểu là tôi biết tổng rồi đúng không? Chúng ta xem có cái gì phía dưới đấy ạ. Có một tờ giấy. Tôi lấy giúp Lý. Và tôi cầm giúp. Đừng mở ra. Hay là Lý muốn mở luôn? Tùy Lý. Dạ không. Không, rồi ok. Cô ấy đang tích trữ những món quà cho mình. Và chặng đường cứ tiếp tục ạ. Anh đừng có nói chuyện để mà Lý không tập trung vào nó. À, bởi vì luôn luôn có những người nhiều chuyện trong cuộc sống của chúng ta. Thêm một điều nữa tôi nhận ra Lý là một cô gái rất là đắc thắng đúng không ạ? Không. Kiêu ngạo. Không. Tiếp tục. À, có gì nữa? Lại tiếp tục một cái phong bì nữa. Cứ vừa đi mà vừa sụt chân mà nhận phong bì như thế này chắc là sổ to. Nhưng mà nếu mình Lý ngã ra là có được lấy không? Lấy chứ. Bạn muốn lấy gì nhất ở trường quay này? Ok. Lý là một cô bé rất là thế nào nhỉ? Thích mạo hiểm phải đúng không ạ? Dạ không, Lý sợ mạo hiểm. Sợ mạo hiểm. Nhưng mà đã trải qua rồi, đã có kinh nghiệm và kiến thức rồi thì lại rất là tự tin. Mất thời gian quá. Lại có phong bì tiếp à? Thế này thì chúng ta giàu to mất. Và chặng đường cuối cùng. Cái này hết rồi, này Lý thử rồi. Cái này cuối cùng rồi. Cảm ơn. Chúng ta có 5 phong bì. Chúng ta lần lượt mở từng phong bì ra một nhé. Xin mời Lý. Giống lì xì đầu năm quá. Sướng thế. Rồi. Trước khi mà Lý đọc với mọi người, chúng tôi chia sẻ luôn 5 cái phong bì này là 5 câu hỏi ngắn để nói về những cảm xúc và những cái trải nghiệm của Lý đã trải qua. Chứ đâu phải quà đâu. Lý có bị khó ở độ cao 5.000m so với mực nước biển không? Không. Vâng. Có lúc có 2 ngày đầu thôi. Phong bì thứ hai. Cũng là có đồ ăn hay quà thôi. Gương mặt Lý nhớ nhất trong chuyến đi đó. Hai người giúp Lý. Là? Hai người bạn đưa Lý xuống núi, nếu không có hai người đó Lý chết rồi. Tại sao Lý đang biết là chúng tôi nhắc đến chuyến đi nào? Lý đi leo núi ở bên Tây Tạng. Tiếp tục ạ. Thứ mất đáng tiếc nhất. Đâu có mất gì đâu hè. Vật quan trọng trong chuyến đi đó, đó là cái toilet di động. Nếu không có nó thì sẽ bị sói ăn lúc nửa đêm mà. Thôi hay là chúng ta nói câu chuyện khác đi. Cảm ơn Lý. Nên là đang nói chuyện thùng toilet di động mà. Dạ thôi cảm ơn toilet Lý. Toilet á. Có một chú mang cả toilet từ Việt Nam đi. Dạ thôi cảm ơn Lý. Chuyến đi của cô bé nhỏ bé yếu ớt có bị cấm cản không? Vì bố mẹ Lý không biết là thực sự nó nguy hiểm nên thế nào. Với chuyến đi đó người ta hay gọi nó là một chuyến hành hương. Có nhiều người gọi nó là một chuyến khổ hạnh. Thế còn riêng Lý thì Lý gọi đó là chuyến đi như thế nào? Hành xác. Vì rất mệt. Vì rất mệt. Đều đấy, đó là một chuyến đi rất là đặc biệt. Nhưng rõ ràng là thân xác của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi vì dạ. những cái khó khăn trải qua trong chuyến đi đấy. Thế chúng ta được cái gì? Chúng ta được sự biết quý trọng. Khi mình đi đó thì mình sẽ biết quý những cái mình có ở nhà hơn rất là nhiều. Khi Lý sang đó Lý thương mẹ hơn. Tự dưng Lý bị lạc ngày đầu tiên, lạnh dễ sợ. Lạnh lắm mà bị lạc, nghĩ chắc là mình tiêu đời rồi. Ấy cái thương mẹ quá, cái khóc nó mẹ ơi sao con có thể ngông cuồng tới mức lên đây để chết như vậy. Ghê quá. Có những cái trải nghiệm khác nhau và đó là gu của mỗi người. Có những người họ thích bạo hành bản thân mình, còn có những người thì không. Và tôi thì thuộc cái những người không đấy. Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng với Lý trải qua các câu chuyện khác. Bên cạnh cái chuyến đi vừa rồi, Lý vừa có một cái chuyến đi cũng khá phong ba bão táp. Trên cái cây cầu gãy nhịp này, Lý sụt chân ở ô số 3, số 5, số 6, số 7 và số 9. 3, 5, 6, 7, 9. Tại sao lại những con số này? Sao em biết được? Nó gắn với một bí mật rất là to lớn của em hả? Trải qua của Lý. Chúng ta thử với con số 5 đi. Lý có bí mật gì với con số 5 không?
Năm à? Lê có năm anh chị em? Năm anh chị em đấy là bí mật của trời. Số này nó liên quan đến những bí mật tình yêu trong cuộc đời của Lý. Năm hả? Ừ. Năm chưa đủ làm bí mật. Chín. Chưa. Trời ơi, em còn nhiều hơn số 9 cơ á. Ô, cô gái này hay quá. Bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục một cái trắc nghiệm tiếp theo. Tình yêu đối với Lý là một cuộc dạo chơi. Đúng hay sai? Sai. Tình yêu là một công việc mà phải dồn toàn bộ tinh thần và vật chất vào đó. Từ yêu mình nhận được điều gì lớn lao nhất? Mình nhận được gì? Họ nhiều điều lớn lao phết á. Ví dụ như là một cái sự yêu thương rất là chân thành. Đó là một điều lớn lao chứ. Làm sao biết người ta chân thành với mình? Lý có bao giờ thử đo? Mình không thử được. Mình chỉ có té hố như vậy thôi. Rồi sao mình mới biết cái này chắc nè. Còn cái này là phải thử. Chỉ đến khi nào người ta phản bội mình thì mình mới biết mình được chân thành. Anh đừng nói họ phản bội. Họ đi yêu người khác không có nghĩa là họ phản bội. Mình mới là người phản bội. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ai biểu mình ứng lòng tin cho nhiều đi, rồi mình tự phản bội lòng tin đó của mình. Thương em anh trèo non cao, mùa mưa thâu mây ta mình bạn. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi chân chữ chi hơi anh hôn em ôm em cho nắng tranh vành ước tình là điên cá say hôn em ôm em sao nắng tranh. Cô gái này và yêu nhạc của Lý thì tôi nghĩ là cũng chẳng cần phải những tràng pháo tay hay sự tung hô gì cả. Thế vốn dĩ cô gái nhỏ bé này rất là kỳ lạ và kỳ diệu trong tâm hồn của những người yêu nhạc của cô ấy. Và có lẽ cô ấy làm cho những nỗi buồn trở nên thật là đẹp. Và cảm ơn Lê Cát Trọng Lý về những điều đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Và bây giờ thì Lý ơi, chúng ta đã đến với bài hát thành công rồi. Kiểu như bài hát chiến thắng trong những cuộc thi ấy. Thế là thắng luôn. Bây giờ chúng ta qua đây ngồi trên cái ghế có tựa là ghế thành công của mỗi người. Chiếc ghế mà chắc chắn là Lý xứng đáng ngồi. Nghe từ nãy giờ là Lý không xứng đáng đúng không? Chào anh. Chào đón các khán giả, chúng ta đang quay trở lại với ghế không tựa và khách mời ngày hôm nay. Tôi nghĩ là phải trách Lý một chút là tại sao lại cướp đi nước mắt của người ta để làm gì. Rồi xong rồi cũng bày đặt cùng với những người bạn của mình tổ chức một cái tour tên là Vui để hòng chuộc lỗi, để lấy lại những cái niềm vui sau những giọt nước mắt của mọi người. Nhưng hóa ra khi mà bỏ ra một vài tiếng đồng hồ xem cái tour diễn đó thì mọi người lại khóc như mưa. Ai xem trong đó cũng cười mà. Vậy hả? Có ai khóc không? Ở đây. Ai khóc giơ tay lên tôi xem nào. Anh giơ đi. Vâng, cho tôi một tràng vào tay vì cảm xúc tôi đã đặc biệt hơn người khác. Thôi, chúng ta vẫn đang buộc tội nhau mà. Tại sao lại trong âm nhạc nó lại có những cái thứ mà cho khiến cho người ta cảm thấy nó cứ suy tư, nó cứ miên man buồn thảm thế nhỉ? À không, miên man thôi, đến đấy thôi. Ý anh nói là Lý làm cho mọi người miên man buồn thảm ấy à? Có không? Lý có bao giờ có chủ đích và mục đích đấy trong âm nhạc của mình không? Không, Lý làm cho những người miên man buồn thảm là được... Được xoa dịu. Chứ Lý không có làm cho họ miên man buồn thảm. Vâng. Và đó là mục đích lớn nhất trong âm nhạc của Lý. Dạ không. Lý viết nhạc là để xoa Lý trước, cái rồi mọi người được xoa lây. Vâng. Chứ Lý không có ý làm cái đó. Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện về sự thành công. Theo Lý như thế nào là một nhạc sĩ, một ca sĩ thành công? Sống được bằng nghề của mình. Dạ vâng. Mình yêu nghề đó. Hết. Nghe định nghĩa của Lý thì thấy là Lý là người khá là dễ thỏa mãn hả? Dễ sướng thôi. Ừ. Lý không biết nữa. Cái thành công với ước mơ không phải là... Ví dụ như khi mình chấp nhận một cái việc mình xem nó là thành công á, không đồng nghĩa với việc mình không phấn đấu nữa.
Lý thấy hai cái đó không mâu thuẫn nha. Ví dụ anh có một công việc anh sống được bằng nghề của anh, và anh yêu nó, anh làm nó, cộng với là anh ước mơ làm thêm những cái khác nữa, không có nghĩa rằng là bây giờ anh chưa thành công. Anh đã thành công rồi, và anh làm tiếp thôi. Đến bây giờ nhá, chữ lời có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Lý cảm thấy mình lời với âm nhạc, với những công hiến mình bỏ ra chưa? Có chứ. Lý có hai cái luôn, rất rõ luôn, vật chất và tinh thần luôn. Vật chất là tới bây giờ Lý vẫn sống được bằng nghề của mình. Chúc mừng Lý về điều đó. Đó là cái điều rất là may mắn của Lý. Vâng. Lý không phải nhảy múa là đó là một điều may mắn. Là về tinh thần, riêng cái việc mà mình hát cho nhiều người nghe và mình tương tác được mỗi ngày những con người mới á, đó là một cái rất là may mắn. Người nó có cái số may được như vậy. Và được hưởng cái niềm hạnh phúc của khán giả khi họ được hạnh phúc. Vâng. Tôi thì thấy bây giờ nhiều nghệ sĩ họ sử dụng những cái phương thức truyền thông mới, họ đặc biệt dùng mạng xã hội để kết nối những khán giả. Nhưng khi mà tôi làm việc với cả Lý trước khi đến với chương trình này, trước khi mời Lý đến trường quay này, hỏi là thế bạn trưởng đại diện FC của Lý ở Hà Nội là ai, cho tôi xin số điện thoại để tôi gọi. Nhưng hóa ra là không có. Lý có thấy là mình tự nhiên lại bị lạc hậu so với những nghệ sĩ khác không? Dạ không, nhưng Lý nghĩ cái chuyện người ta yêu mình á, thì họ phải tự nhiên. Mình không thể ép là bạn ơi bạn yêu tôi, bạn hãy lập ra một hội những người yêu tôi đi. Còn nếu họ yêu quá do họ tự tụ lại với nhau và họ yêu mình thì mình rất trân trọng chứ. Còn anh muốn Lý lập fan club hả? Lý sợ fan club của Lý đi đánh nhau với fan club khác lắm. Không thể. <Okay. cười> Chúng ta luôn luôn được thừa hưởng một điều gì đó từ gia đình, từ bố mẹ. Thế trong âm nhạc thì điều lớn lao nhất mà Lý thừa hưởng được từ các cụ là gì? Bố Lý là ca sĩ cho nên cái mình tuyệt vời nhất là được thừa hưởng là cái gen của bố rồi. Cho mình một cái nhạy cảm nhất định về mặt âm nhạc. Lý hát có giống bố không? Bố Lý hát hay lắm, còn lâu Lý mới được như bố Lý. Gia đình, đó là điều rất là quan trọng với mỗi người. Và bây giờ lại thêm một lần nữa chúng tôi được mong muốn Lê Cát Trọng Lý sẽ hát cho chúng tôi nghe. Nếu như có một bài toán yêu cầu là Lê Cát Trọng Lý hãy hát một vài câu hát như là cái sự giải bày tâm sự với bố mẹ của mình, thì Lý chọn bài gì? Chịu nhỉ? Lý có bao giờ giải bày tâm sự với bố mẹ đâu, từ bé tới lớn. Tại sao vậy? Thì Lý không có nhu cầu đó. Thương thì thương, nhưng còn tâm sự là một câu chuyện khác chứ. Hát bài tình thương, nhưng mà bài tình yêu, nhưng mà thôi thì gửi chữ thương cho bố mẹ. Và các khán giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng được nghe ké ca khúc này với cả bố mẹ của Lý. Lý ơi, trong ghế không tựa thì luôn luôn có phút nói thật, là giây phút mà Lý nhìn về khoảng không ở phía trước kia và chỉ chia sẻ cái câu chuyện đó với cái nhân vật mà chúng tôi lựa chọn thôi. Bây giờ không gian này sẽ thay đổi và chỉ có một mình Lý thôi. Xin mời. Mưa ghé qua rằng mưa vô ôm em đây, gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai, kèn với gió dần cơn mưa mong cho trời đứng lại, giật nụ hôn từ gió khát làm trời cao để ôm mưa, đi kiếm nắng tận mây xa mong cho lòng ấm lại, để con yêu mùa gió mới, để con say tình tranh vênh, hát vu vơ về mây về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình, mua vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai, tình sao đây tình em rong rong giờ như mùa xuân úa phai màu, vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ. Cô đàn vừa nói làm sao đây? Yêu bố mẹ thôi. Bố mẹ cứ yên tâm là Lý rất là khỏe mạnh, hạnh phúc và tự lập, không có gì phải lo hết. Lý thân mến, vừa rồi thì những cái đoạn mà Lý hát hay là nói về bố mẹ của mình thì chúng tôi đã để cho mẹ Lý nghe. Chúng tôi cũng thông sóng điện thoại nãy giờ với mẹ Lý. Bây giờ chúng ta trò chuyện với cô một chút. Vâng, cháu chào cô ạ. Dạ con. Dạ vâng ạ. Cô giọng nói dễ thương quá. Cô có vừa nghe thấy Lý hát và nói những cái điều tình cảm với cô không ạ? Vâng, cô mới vừa nghe Lý hát. Dạ vâng ạ. Rất là xúc động. Cô, vâng.
À, và Lý có nói rằng là ở nhà thì Lý là một cô con gái rất là ngoan. Ơ thế... Lý không nói vậy. Thế có thực sự ngoan không hả cô? Rất là ngoan. À, thế vâng. À, cháu nghĩ là việc bảo vệ con gái mình như thế là cũng đúng ạ. Và cô có một cô con gái tên là Lê Cát Trọng Lý, à, rất là cá tính. Thế thì có bao giờ cô cảm thấy lo lắng về sự cá tính ở con gái mình không ạ? Thì trước khi còn nhỏ thì cũng có lo, còn bây giờ thì là yên tâm lắm rồi. Dạ vâng ạ. À, từ trường quay chúng cháu sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình. Đi ơi, có muốn nói gì với mẹ không? Mẹ ơi, mẹ có sướng không? Sướng. Vâng ạ, à, cảm ơn cô rất là nhiều. Xin chúc cô chú sức khỏe ạ. Dạ vâng, đây chào vào tay dành tặng cho cô này cô này. Vâng ạ, cảm ơn cô, chào cô ạ. Vâng ạ. Lý có bất ngờ vì cuộc nói chuyện vừa rồi không? Chắc không thấy bất ngờ lắm. Có chứ, Lý đâu có nghĩ là mẹ Lý xem. Và các khán giả thân mến, tôi loay hoay đi tìm cho chính mình cái định hướng, nét tính cách của mình. Liệu mình sẽ trở thành một người đơn giản, sống vô tư lự, hay sẽ trở thành một người sâu sắc, đôi khi trầm tính và buồn thảm. Bởi vì tôi nghĩ đó là hai cái ngã rẽ rất khác biệt ở nét tính cách hay là cuộc đời của một con người. Nhưng khi gặp cô gái này và được trò chuyện với cô ấy, tôi thấy rằng là giản dị và sâu sắc có thể cùng tồn tại ở một bài hát, cùng tồn tại ở một con người, cùng tồn tại trong một cuộc nói chuyện như ngày hôm nay. Rất cảm ơn Lê Cát Trọng Lý. Khán giả hãy cùng tương tác với Ghế Không Tựa. Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sinh ra trong gia đình có mấy anh chị em? Khán giả trả lời bằng cách để lại comment trên fanpage của Ghế Không Tựa. Một khán giả may mắn sẽ nhận được phần quà trị giá 100.000 đồng. Chúc các khán giả may mắn. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm theo dõi của những khán giả đã luôn luôn yêu mến Ghế Không Tựa. Tôi là Công Tố, xin chào và hẹn gặp lại.